Hôm nay mình đi thăm mấy cái cảm anh em ơi. Bắt ngay cũng được 3-4 đêm. Ô cái cảm này bắt cái gì ta? Được chưa anh em? Còn viên anh em. Đây mình đặt đây. Mười mấy cái nè. Đây là thăm cũng mấy cái, muốn quá. Là con cá nè. Rồi bên này có con cá nè anh em ơi. Hình như. Ấy, ấy. Nó dính rồi anh em ơi. Tầm 2,5 kg anh em. Trời ơi cái này. Ủa nó gần ruột anh em ơi. Để mình bắt. Mình bắt ra anh em ơi. Con này bự nha. Ừ, để mình bắt ra nha. Quậy quá trời quậy luôn. Em nhìn đã không? Ồ, nó sướng. Mới khai trương 7 luôn nha anh em. Rồi, mình cũng cảm ơn Tiến Huy luôn. Quá đã nha em ơi, trời nó phê, cảm giác nó phê. Mà nó meo cái chân này nha. Ừ, rồi thôi vậy mình bắt cái bắt ra anh em ơi. Quay về nhà coi. Chứ bây giờ nó meo quá nên nó vụt. Thôi để mình bắt nó ra nha. Quá đã luôn. Trời ơi, trời nó xuống. Cho đẹp cái đặt chụp hình cái em trai. Ui. Đẹp trai cái chụp cái gái. Ui. Ê, nhí. Chụp cái ra. Thì đừng có làm nó sợ nữa. Ờ, nó yếu à. Thôi đã anh em, thôi để mình bắt cái này để nó vuột. Đang thu phục em nói nha cả nhà. Gần đứt cái chân này nè cả nhà. May không? May vô sớm mới vô muộn là xong rồi đó. Tay rút giùm anh nha. May vô sớm mới vô muộn là xong. Cái chân này đây. Không được cứng á. Để vào xong rồi. Cây này nè. Để từ từ em giúp cái cây này nha. Nó đi. Có nặng rồi. Nó cứ nặng cây. Ê sẵn ra đường này nè. Anh sẵn ra đường đó nó vẫn. Rồi được rồi. Lòng cộng quá. Lòng cộng quá. Mới cả nhà. Cả nhà thông cảm tại vì chưa có quen lắm. Chưa có quen cái vụ này. Bảy lòng không với bảy này mới lần đầu tiên nên cả nhà thông cảm lòng ngọng quá. Quay đâu đây nha. Quay đây rồi anh đạp đúng rồi tí nữa rồi rồi xong rồi được rồi cả nhà ơi. Đông này. Ôi cái chân em nó đứt luôn cả nhà. Mệt rồi em á, mệt rồi đúng rồi. Ủa hôm cái cả nhà không ơi bầu quá trời. Ôi cái uống quá, uống không? Hình như đang có bầu sao á. Em bầu mạnh quá vậy. Đi xỉu à. Chắc xỉu rồi. Tính lâu rồi coi nha. Rồi xỉu rồi, em nó xỉu rồi. Bầu nặng ghê coi nha. Em nó gần 3 kg luôn. Rồi em tắt máy em đi tiếp nha cả nhà. Có em quay cả nhà xem nha. Mới vừa về tới nhà luôn cả nhà. Thăm hết rồi mà nó mấy cái lồng nữa mà nó mớm quá. Được có em một rồi nè. Để mình cần thử em nó nhiều ha. Đây, mới vừa về tới luôn nè. Mới xuống xe một cái nhà. Đi nhìn đói luôn cả nhà. Đâu rồi, em nó đâu rồi. Đây, em nó đã yếu quá cả nhà. Dính nè, 2-3 hôm rồi. Nó xỉu luôn rồi. Nè cái này. Em nó này. Nè thấy không, rõ không cả nhà. Nó tối chút, tại cái bao lưới xanh đó. Nãy mình nó ấy cái nó xỉu luôn cả nhà, cần thử đây. Rồi 3 kg đúng cả nhà.
3,62 kg trừ túi lưới và còn 3 kg đúng rồi cả nhà. Đó, em ấy nè, đi nhất là vậy cuốn x7 này về rồi cả nhà, đặt lâu quá lúc này không có hàng hết trơn, mình cuốn về em nè cả nhà. Ôi anh nặng 3 kg đúng rồi, 3 kg mấy đâu mà. Sao hồi 362 hồi 60 là sao trời. Trừ tủ lưới 600 qua ha, 60 qua. Còn lại 3 kg đúng cả nhà. Rồi, nói chung mình hôm nay cũng được cái thành quả. Đầu tháng cũng được cái thành quả ngon lành luôn. Nay mùng 2 khai trương cả nhà. Đi bữa cái lụm hàng ngon lành. Về nãy cũng được hai em mini đâu rồi, hai em mini nè cả nhà, hai ba em gì cũng mấy cái bẫy cũng mấy cái bẫy được em ngựa em hành cũng mấy cái bẫy về nè cả nhà, đặt lâu quá không dính gì chân. Rồi để mình tắt máy cả nhà. Mình xử lý. Xử lý em nó. Xử lý em nó cái mình móc quay clip sau cả nhà.